Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung của bài số 13, giới thiệu một số hệ điều hành thông dụng, Operating System. Trong bài này chúng ta sẽ nói về các hệ điều hành như sau: Windows, macOS, Linux, Unix, Android và iOS. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành được dùng trên máy tính, được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trong hệ điều hành Windows có hệ thống giao diện là các bảng chọn, các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và chú thích. Ví dụ, mở phần mềm Windows Explorer thì chúng ta thấy trên đây thể hiện bằng các biểu tượng. Và khi chúng ta để vào một cái biểu tượng thì con chuột sẽ có thể hiển thị ra chú thích dành cho biểu tượng đó. Đây là tính năng về hệ thống giao diện và các bảng chọn và biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và chú thích của hệ điều hành Windows. Tiếp theo, hệ điều hành Windows có chức năng cung cấp nhiều các công cụ xử lý đồ họa và đa phương tiện. Một điểm đáng lưu ý của hệ điều hành Windows đó là khi chúng ta sử dụng hệ điều hành này thì cần phải có phí bản quyền, hay nói cách khác là chúng ta phải mua bản quyền để sử dụng cho hệ điều hành Windows. Sang hệ điều hành thứ hai, hệ điều hành Linux. Linux là một hệ điều hành dùng trên máy tính. Tuy nhiên, Linux được phát triển trên bản nguồn mở, hay còn nói một cách khác đó là một hệ điều hành không có bản quyền, được sử dụng miễn phí bởi cộng đồng người sử dụng. Hệ thống quản lý tệp của Linux thì đơn giản nhưng đảm bảo được hiệu quả. Người dùng có thể chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung các tính năng cho hệ điều hành này. Hệ điều hành Linux dựa trên giao diện hệ thống quản lý tệp đơn giản. Tuy nhiên, bên trong của hệ điều hành Linux là chúng ta sẽ sử dụng dưới dạng các dòng lệnh. Cho nên quá trình cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tính năng cho hệ điều hành thì chúng ta cần phải có một số kiến thức nhất định để chúng ta có thể sử dụng cái hệ điều hành này, cập nhật các tính năng cho hệ điều hành này. Hệ điều hành thứ ba là hệ điều hành macOS. Đây cũng là một hệ điều hành dùng cho máy tính. Tuy nhiên, nó chỉ sử dụng trên các thiết bị phần cứng của Apple và tương thích tốt với hệ sinh thái, bao gồm các phần mềm, các thiết bị của hãng Apple. Giao diện của hệ điều hành macOS thì hiện đại và luôn thu hút người sử dụng. Hệ điều hành thứ tư là hệ điều hành Android. Đây là một hệ điều hành được dùng cho các thiết bị di động phổ biến, được phát triển dựa trên nền tảng Linux. Cho nên, nói cách khác, hệ điều hành Android là hệ điều hành bản nguồn mở, được sử dụng dễ dàng và được nâng cấp dễ dàng, cập nhật các tính năng phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Một điều đáng lưu ý mà hệ điều hành Android có thể phổ biến trong thời đại nay đó là Android được sử dụng dễ và có giao diện thân thiện đối với người sử dụng. Quá trình chúng ta cài đặt một phần mềm trên hệ điều hành Android rất nhanh chóng. Cho nên hệ điều hành Android được sử dụng rất là phổ biến, phù hợp với mọi người sử dụng. Loại hệ điều hành tiếp theo trong bài nói đến đó là hệ điều hành iOS. iOS là một hệ điều hành độc quyền dành cho các thiết bị di động của hãng Apple. Và nó đi kèm với các thiết bị phần cứng của hãng Apple. Ví dụ như iOS dành cho iPhone, hoặc iOS dành cho iPad. Hệ điều hành iOS có tính bảo mật cao. Một điểm cần lưu ý với hệ điều hành iOS đó là để trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị chứa hệ điều hành iOS với nhau thì cần phải có phần mềm iTunes. Sau đây là một số link video tham khảo em có thể xem để hiểu thêm về quá trình hình thành của các hệ điều hành chúng ta đã nói trong bài. Hệ điều hành Windows.
Start button, bottom left, and click. Look, Maddie, I'm computing. You know what's that button? Don't touch that. If you do, stay away from that button. Or you'll go blind. Thank you.
điều hành Ubuntu. Android. Thank you.
hệ điều hành iOS. Của chúng ta đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.